Thân chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta vào tiết ôn tập kiểm tra đánh giá cuối kỳ 2. Bộ môn ngữ văn 9. Phần đầu tiên là nội dung ngữ liệu ngoài sách giáo khoa. Cấu trúc đề 6-4. 1. Phần văn bản. Văn bản thông tin sẽ giới thiệu một quyển sách hoặc một bộ phim đã xem, truyện lịch sử Việt Nam. Phần 2. Tiếng Việt. Với bài đảo ngữ, câu hỏi tu từ, biệt ngữ xã hội, các loại câu, câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến, câu khẳng định, câu phủ định. Phần 3. Tập làm văn. Các em sẽ ôn hai phần. Giới thiệu một cuốn sách mà em yêu thích và phân tích một tác phẩm văn học gần gũi mà em ấn tượng. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng và có truyền thống yêu nước. Tình yêu tổ quốc của nhân dân ta được thể hiện qua các thời kỳ đấu tranh xây dựng và bảo vệ đất nước. Tình yêu ấy cũng được thể hiện qua các án văn thơ bất hủ với chủ đề tình yêu tổ quốc. Bài thơ Nam Quốc Sơn Hà, thể thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt đã cho thấy tinh thần và ý chí về độc lập chủ quyền đã trở thành một truyền thống vẻ vang của dân tộc. Đến với Qua Đèo Ngang của bà huyện Thanh Quan, thể thơ Thất Ngôn Bác Cố cho chúng ta thấy được lòng nhớ nước thương nhà của bà. Như một nguồn nước mát lành, tình yêu thương nuôi dưỡng trong mỗi chúng ta những cảm xúc tích cực, giúp ta thêm tin yêu con người, cuộc sống. Niềm hy vọng lại như một chồi cây, đón nhận nguồn nước yêu thương để hướng đến tương lai. Hai giá trị ấy luôn song hành trong cuộc sống với chủ đề yêu thương và hy vọng. Đến với câu chuyện Bồng Tranh Đỏ của Đỗ Chu, ta nhận ra được tình yêu thương và tôn trọng quyền sống tự do đối với loài vật. Và câu chuyện Bố của Simon, ta thấy được sự yêu thương, cảm thông giữa người với người thật cao đẹp biết bao. Có một câu nói, hạnh phúc là có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu thương và có điều gì đó để hy vọng. Bạn đã có đủ ba điều đó rồi, mong bạn luôn thật hạnh phúc. Khi đọc một cuốn sách, xem một bộ phim, chúng ta như được tham gia vào hành trình khám phá những vùng đất mới, du hành vào tâm hồn con người để hiểu thêm về người khác và chính bản thân mình. Chính những cuốn sách bộ phim đã góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phong phú và thú vị. Với chủ đề Cánh Cửa Mở Ra Thế Giới, ta đến với chuyến du hành về tuổi thơ theo Trần Mạnh Cường và tìm đọc Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ của Nguyễn Nhật Ánh. Như một chuyến tàu đưa ta trở về với tuổi thơ, ta vừa vui sướng khi gặp lại hình ảnh của chính ta ngày thơ bé, vừa bồi hồi vì những tháng ngày ấy sao mà xa xôi quá. Đến với bộ phim tuyệt đẹp về những đứa trẻ thời chiến tranh, Mẹ Vắng Nhà của đạo diễn Trần Khánh Dư, kể về cuộc sống của chị Úc Tịch và năm đứa con thơ trong bối cảnh chiến tranh Việt Nam giữa những ngày tháng khốc liệt nhất. Bộ phim mở đầu với hình ảnh hạnh phúc của mẹ con chị đang quay quần bên trái nhà tranh đơn sơ nằm sát bến sông. Niềm hạnh phúc bình dị ấy chẳng kéo dài được bao lâu, bởi người chiến sĩ cách mạng của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam phải để các con thơ ở lại nhà,
để làm nhiệm vụ tải lương, tải đạn cho bộ đội. Năm đứa con tự chăm sóc nhau. Cô chị cả, bé, chưa đầy 10 tuổi, thay mẹ chăm lo cho những em nhỏ. Thay mẹ làm những việc lớn, chèo thuyền đi mò ốc ra chợ bán, rồi mua quà bánh về cho các em, dạy dỗ chúng như một người mẹ trẻ, leo lên cây để ngắm mẹ đi đánh giặc, rồi kể cho mấy đứa em nheo nhóc đứng dưới gốc cây hóng chuyện. Sau hơn 40 năm kể từ khi ra mắt, Mẹ Vẫn Nhà vẫn là một bộ phim tuyệt đẹp và đáng yêu về sức sống, tình yêu thương và khả năng chịu đựng của những đứa trẻ trong chiến tranh. Từ xưa đến nay, để lịch sử được lưu truyền, các nhà viết sử đã từng tìm cách chép sử lên tre, gỗ, giấy tốt, thậm chí lên cả các vật liệu bền vững, quý hiếm như đá quý, kim hoàng. Nhưng dù chép vào đâu, ký ức lịch sử cũng khó có thể lưu giữ được bền lâu như chép vào tâm trí và lòng người qua các tác phẩm nghệ thuật. Ở đó, các sự kiện, nhân vật, bối cảnh lịch sử đã được biến thành truyện, thành hình tượng nghệ thuật sinh động, độc đáo. Chủ đề âm vang của lịch sử đưa ta đến với Hoàng Lê Nhất Thống Chí của Ngô Gia Văn Phái. Một tác phẩm được viết bằng chữ Hán, kết cấu theo kiểu truyện chương hồi Trung Quốc, gồm 17 hồi. Nội dung khắc họa sinh động bức tranh rộng lớn của xã hội Việt Nam khoảng 30 năm cuối thế kỷ 18 và mấy năm đầu thế kỷ 19 với nhiều câu chuyện, sự kiện và nhân vật. Đoạn trích đã trích một phần hồi thứ hai, kể lại việc kêu binh nổi loạn, phò chúa mới Trịnh Tông lên ngôi sau khi truất quyền chúa cũ Trịnh Cán đã trở nên kiêu căng, hành động càng quấy, gây bao tai họa, náo động chốn kinh thành. Và một phần hồi thứ 14 kể lại việc vua Quan Trung đại phá quân Thanh. Chúng ta lại đến với Viên Tướng Trẻ và Con Ngựa Trắng của Nguyễn Huy Tưởng, kể về câu chuyện của Trần Quốc Toản, Hoài Văn Hầu, người anh hùng tuổi nhỏ chí lớn, đã cùng quân tướng nhà Trần lập nhiều chiến công trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên xâm lược. Chúng ta bước sang phần thứ hai, phần tiếng Việt, đảo ngữ, đặc điểm và tác dụng. Cô lấy một ví dụ, củi một cành khô lạc mấy dòng. Chúng ta lưu ý, việc thay đổi vị trí từ củi trong cụm từ củi một cành khô có tác dụng nhấn mạnh hình ảnh sự vật, làm cho diễn đạt thêm gợi cảm và giàu âm hưởng. Từ đây, chúng ta có thể rút ra đảo ngữ là biện pháp tu từ thay đổi vị trí các thành phần trong cụm từ, trong câu để nhấn mạnh ý nghĩa, làm cho sự diễn đạt thêm sinh động, gợi cảm và giàu âm hưởng. Ta đến với ví dụ thứ hai. Mẹ mình đang đợi mình ở nhà, con bạn. Làm sao có thể rời mẹ mà đến được? Ở đây chúng ta nhận ra câu hỏi tu từ làm sao có thể rời mẹ mà đến được được sử dụng để nhấn mạnh tình cảm yêu thương và sự gắn bó của em bé với người mẹ. Thế thì câu hỏi tu từ là gì? Câu hỏi tu từ là câu hỏi không nhằm mục đích tìm kiếm câu trả lời, mà được sử dụng để nhấn mạnh nội dung người nói, người viết muốn gửi gắm. Chúng ta sang đến ví dụ kế tiếp. Không chỉ sở hữu thành tích học tập khủng, Nam còn đạt được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi văn nghệ của trường.
Ở đây chúng ta nhận ra có biệt ngữ xã hội khủng để chỉ thành tích học tập cao, có nhiều môn cao điểm. Chúng ta lại tiếp đến các thành phần biệt lập. Thành phần biệt lập là thành phần phụ có tính độc lập với nòng cốt câu, không tham gia diễn đạt nghĩa sự việc của câu. Thành phần biệt lập chúng ta gồm có 4 thành phần. Đầu tiên, chúng ta bước vào ví dụ, cô bé nhà bên có ai ngờ cũng vào du kích. Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích, mắt đen tròn thương thương quá đi thôi. Chúng ta nhận ra việc trình bày thái độ ngạc nhiên trước việc cô gái tham gia du kích, xúc động trước nụ cười hồn nhiên và đôi mắt đen của cô gái, đó chính là thành phần phụ chú có ai ngờ và thương thương quá đi thôi. Vậy thành phần phụ chú được dùng để bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu, thường được tách biệt bằng dấu gạch ngang, dấu phẩy, dấu ngoặc đơn hay dấu hai chấm. Ta lại sang đến thành phần thứ hai. Chúng ta quan sát ví dụ. Bác ơi, cho cháu hỏi chợ Đông Ba ở đâu? Chúng ta thấy có từ bác ơi dùng để hỏi tạo quan hệ giao tiếp. Vâng, cháu cũng đã nghĩ như cụ. Mình tìm được từ vâng, đó là từ đáp, dùng để duy trì quan hệ giao tiếp. Vậy thì từ bác ơi và từ vâng, đó là thành phần gọi đáp, được dùng để gọi đáp, tạo lập hoặc duy trì quan hệ giao tiếp. Chúng ta sang ví dụ kế tiếp. Ôi tổ quốc đơn sơ mà lộng lẫy. Với từ ôi diễn tả trực tiếp cảm xúc của người nói, đây chính là thành phần cảm thán, được dùng để diễn tả cảm xúc của người nói. Ta lại đến với ví dụ, có lẽ trời sẽ mưa. Ở đây chúng ta nhận ra từ có lẽ diễn tả thái độ, cách đánh giá của người nói đối với sự việc trong câu, và đây cũng chính là thành phần tình thái. Thành phần tình thái được dùng để diễn tả thái độ, cách đánh giá của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu. Chúng ta tiếp tục đến với các kiểu câu. Ví dụ đầu tiên, hôm nay tôi đi học. Chúng ta nhận ra chức năng của câu này là dùng để kể, miêu tả, thông báo và nhận định. Đặc điểm là thường kết thúc bằng dấu chấm ở cuối câu. Ta gọi đây chính là dạng câu kể hay còn gọi là câu trần thuật. Ta đến với ví dụ tiếp. Vì sao con không học bài? Chúng ta nhận ra chức năng của câu này dùng để hỏi, và đặc điểm là có từ vì sao. Ngoài ra, chúng ta còn có các từ nghi vấn khác như là ai, gì, nào, tại sao, bao giờ, và thường kết thúc bằng dấu chấm hỏi. Đây chính là kiểu câu hỏi hay còn được gọi là câu nghi vấn. Tiếp tục phần ví dụ, chao ôi, món ăn này ngon tuyệt. Ta nhận ra chức năng là biểu lộ cảm xúc của người nói hoặc người viết. Và trong câu thường sử dụng các từ ngữ cảm thán như là ôi, chao, chao ôi, chè, trời, trời ơi, hoặc các từ chỉ mức độ của cảm xúc như quá, lắm, thật, và thường kết thúc bằng dấu chấm than.
Ví dụ, hãy bảo vệ môi trường vì sức khỏe của mọi người. Ta nhận ra chức năng của câu này dùng để yêu cầu, đề nghị và ra lệnh. Đặc điểm, sử dụng các từ ngữ cầu khiến như hãy, đừng, chớ, đi nào và thường kết thúc bằng dấu chấm than ở cuối câu. Ta gọi đó chính là câu cầu khiến. Ví dụ tiếp theo, Nam đi Hà Nội. Nam không thể không ăn phở ở Hà Nội. Ta nhận ra chức năng của kiểu câu này là khẳng định các hành động, trạng thái, tính chất, đối tượng, sự việc trong câu. Và đặc điểm thường là không có phương tiện diễn đạt riêng. Ta có thể bắt gặp trong các câu khẳng định những cấu trúc không phải không, không thể không, không ai không. Và đây chính là câu khẳng định. Ta sang kiểu câu cuối cùng qua ví dụ Nam không đi Hà Nội. Nếu như ở ví dụ trước chúng ta đã được học câu khẳng định, thì ở ví dụ này chúng ta nhận ra chức năng là phủ nhận các hành động, trạng thái, tính chất, đối tượng, sự việc trong câu. Và đặc điểm là thường sử dụng các từ ngữ phủ định như không, chẳng, không phải, chẳng phải, trẻ. Và ta có thể bắt gặp trong các câu phủ định những cấu trúc làm gì mà. Cô có ví dụ, nó làm gì biết. Và đây chính là kiểu câu phủ định. Chúng ta sang phần cuối cùng, đó là phần tập làm văn. Hôm nay cô sẽ giới thiệu hai dàn ý chung với hai đề bài. Thứ nhất, viết bài văn giới thiệu một cuốn sách mà em yêu thích. Phần mở bài, chúng ta sẽ giới thiệu tên sách, tên tác giả và cảm nhận hoặc ấn tượng nổi bật về cuốn sách. Phần thân bài, chúng ta tóm tắt nội dung sách, nhận xét về giá trị, nội dung, nghệ thuật của cuốn sách. Đồng thời phần kết bài đó là khẳng định giá trị cuốn sách và khuyến khích mọi người nên đọc sách. Đề bài thứ hai, phân tích một tác phẩm văn học gần gũi. Phần dàn ý chung, mở bài, giới thiệu tác phẩm, tác giả, nêu khái quát về chủ đề và một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm. Phần thân bài, các em sẽ nêu chủ đề của tác phẩm, chỉ ra và phân tích tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm. Và phần kết bài, chúng ta có khẳng định lại chủ đề và giá trị của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm. Nêu suy nghĩ hay cảm xúc về tác phẩm, chia sẻ những bài học rút ra cho bản thân. Thân ái chào các em.